Đang cà phê mấy mẹ mà kêu rồi. Tức là rủ cái đó khỏi chứ mà chẳng ấy thà bọc cái ô mà mấy. Bà lại đi ôn tui bàn mà chua ôn xảy rốt nơi tiệc ôn xảy rốt với nhai bà. Nhưng bạn chuồn quân mà đó là hai là bạn chuộc nia hai. Kriêm luôn ở chỗ rôn ca ngày thi đọc bấy kháng mục ni. Bà bà ấy nơi vừa liên đi. Vừa liên mong buôn tiếp lưu bà. Đã bà ôn xảy rốt còn rôn trăm lời bà ôn tu chứ nó. Và chăm phơi lòng pi ngày hai giờ lời ní còn chăm phơi hay mình còn khó là tháng còn tôi du mấy lại thứ ấy mà máu chiến em to mặt đó rồi nhôm mình những nhôm non còn từ nhám cà phê tập về còn thà qua nhà chơi nhám tiếc còn chơi nhám thật sự lâu còn đã thật sự lâu tới khi đã khẩu chư ma chú chú lúc còn thà thật sự lâu ôm và nàng ơi chưa sắc cả đôi giấy tôi còn phi chấp phê phê dương thơ hổng thơ mục tiên đó nghe phê châu hổng ấy dương thơ cam thi nó thằng o mong nã nơi không cả các bạn khó năng mong à hổng thơ hai bà chân là sai những ngày đi châu hổng nghệ đi chân cho cái thôn môn lần nghệ chưa. Nàng chân ngày đông bởi bạn chạp ra một thi nè. Bà chân chui phía bong phong bong mặt thọt. Nàng này mong màn chứ. Bà chân cái chân này. Bà bà dương thơ này ní. Bia ní chừng yết. Bà hay xong cái chu khu nol chết tiết. Chúng yên bài. Dùng mạnh đi nông lan nên đi bán chứ. Được vậy đang quật miên côn quật vì nhẹ đầu lớn tích tích tới lẽ ấy văn tích tích tới lẽ ấy văn cái đá chút muốt cái đá chút sờ bao quanh cả ba vậy. Chuẩn lơ mày cái nó chuẩn lơ chuẩn lơ lẹ móc lại nè lẹ móc tam hầu bị chọn lan hay lẹ móc vậy lẹ móc luôn ngày ngày dưỡng một cái lót pin nè phải nó nơi khang một lâu dưỡng nơi khang pin chân phi mà nằm xuống rồi à cái đạp sờ mò qua cái đạp chút một cái nó à cái đạp cái sai được kia ô sai sai kia tích thong tích thong đi tích thong nó thầu trong vòng quay lên vô vậy. Bật lao những cái hộp tài cái đau cái hộp nồng pa ấy mà cái bền hộp ở nắng tê bài cọ ấy chẳng tư đời xa ấy lời sinh ngạc chiếp lời sinh ngạc cái chỗ sinh nam hả chân lan lan bàn đáy lên mà rồi tới nhưng ta lan cái rất khó người chỗ năm giờ rồi đó mất rốt thì giải sao mới kết thúc ta hay nha giờ nó cũng ấy nhìn ở đây tôi mấy cái bong tự do đó mấy mà tàu chim tàu tự do lớn lắm nhưng phải hay được gọi mà đào xe
ថ្ងៃទី5ដងពីការអត់គុណកំឡោះពីការអត់គុណកំឡោះពីការអត់គុណកំឡោះមិនបិទដល់ បាទលឿនបាទលឿនដល់ពេលនេះឡើងថាអត់មកគេអត់ប្រាប់ទៅទទួលគេមិនគេប្រាប់មែនទេណាទៅទៅអានឹងអានឹងអាពុនអានឹងអាពុនដល់ឡើយគឺចិត្តគេពេកអត់ឡើយតែបាត់យូរអត់ឃើញតោទៀតថាអត់ឡើយមិនដឹងបើគេចិត្តវាមិនអីទេស្ងាត់យើងថ្មីខ្លួនណាតែមិនឃើញឆ្ងាយមានអីទេយើងមកមួយបាទតែយើងបាក់លាស់ទីអីណាចុះបងអោយមកតាមថ្ងៃ15 នៅបោកភ្នំមកដូចជាចឹងមានសម្មោទៅទៅបងទៅទៅល្ងាចវិញចាំលេខហើយដល់ហ្នឹងហោផ្លូវជីមតតដល់ទៅគេទីខ្មៅស្ងាត់វាតែយើងតែអបតែខ្មៅមនុស្សណាអត់សូវមានចាស់ចាស់ទេសិតតែក្មេងក្មេងហ្នឹងស្ទៀវស្ទៀវឆ្នាំណាដែរបើទៅតែខ្មៅណាស់ដល់ចូលឆ្នាំចូលខែទូស្ងាត់ហ្មងបងមកទៅខុសដល់ស្តុកទៅទៅអត់ធ្វើមកលេងទៅបងទៅតែខុសដល់ស្ទៀវទៅទៀតទៅ បងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានជូនគាត់មកដល់ផ្ទះហើយហើយអញ្ចឹងជាពេលអង្គុយលេងបន្តិចបាទអង្គុយលេងជាមួយចាក់ផ្ទះខំឆ្នាំឲ្យមកជួយវិញអង្គុយលេងបន្តិចបាទ ចឹងខ្ញុមកត្រូវដល់ម៉ោងទៅផ្ទះវិញឡើយបងប្អូនថាទៅវិញឡើយបាទបាទសំគាល់លេងហូបតែកែវចឹងណាបាទចាំទៅទីទៅលោកបងលោកអត់ស្គាល់យើងសុបាយដែរដល់ពេលយើងខ្ញុំផ្លិចឲ្យបងប្អូនណាថ្ងៃទី16ទៅសុបាយគ្រប់ស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទទួលយករូបភាពនៅពិធីមង្គលការរបស់គាត់របៀបបងប្អូនស្រីរតចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូន ចាស់ណាស់របស់គ្នាបាទហើយសូមជួយស្វែងសិចសាប់ស្ក្រាបអត់ខ្ញុំម្នាក់មួយបាទនឹងជួយដល់កងដើម្បីធ្វើបាននឹងទៅថ្មីថ្មីពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរងចាំថ្ងៃទី15ខាងនេះថាតើពិធីមង្គលការរបស់គាត់មានមានត្រឹមត្រីនឹងបាយនេះទេប៉ុណ្ណា បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ